Chiều ngày 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ hội Trung thu với chủ đề Trăng sáng vùng biên và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị xã Kiến Tường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa đến dự. Đối tượng tham gia lễ hội Trung thu thị xã Kiến Tường năm 2020 là trẻ em từ 9 đến 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Tại đây, các em được tham gia thi trang trí trại, thi làm lồng đèn và các trò chơi dân gian. Được biết, vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên năm nay tỉnh Long An không tổ chức lễ hội Trung thu quy mô như mọi năm, mà chọn hai địa phương là thị xã Kiến Tường và huyện Châu Thành để tổ chức lễ hội Trung thu cho các em thiếu nhi. Kết thúc lễ hội, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho xã Bình Hiệp, giải nhì phường 3 và giải ba xã Thạnh Hưng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tặng 120 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm bánh trung thu, lồng đèn và tiền mặt. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa cũng trao tặng 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu phố 5, phường 1, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.